mà có phá chị nói tức là mình sẽ phải có những cái màn trời ơi cái gì vậy em quậy quá. Huy ơi hỗ trợ chị Huy ơi, chị Trang có vẻ như rất có kinh nghiệm trong cái việc mà bóc cho ông hút này. Ai biết là lần đầu tiên chị cầm này luôn á. Ôi trò chơi này có vẻ khá đơn giản mọi người à, nhưng mà không sao, đây là một cái thử thách, kiểu gì cũng sẽ có người bị phạt thôi. Ai hết trước người đó thắng chị ơi. Ôi, lộn giùm chị. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Thử thách ngày hôm nay hai khách mời sẽ là người đối đầu với nhau chứ không trở thành đồng đội. Huy ơi, mình mời tới đây mình giao lưu, mình chơi vui mà sao tự nhiên đem cái bút sinh ra là muốn hai chị em tôi quánh lộn hả gì? Không thì bạn Hảo lại bị chị knock out. Trò chơi thì cũng rất là đơn giản thôi. Hai bạn sẽ đeo bao tay vào và chọn cho mình một màu ống hút yêu thích. Trong thời gian 3 phút, ai nhặt được nhiều ống hút mang về vị trí chiếc ly bên kia sẽ giành chiến thắng. Và người chiến thắng sẽ được đưa ra một hình phạt cho người còn lại. Mình sẽ lựa màu nào ạ? Cho chị màu đỏ đi. Em sẽ là màu vàng. Lưu ý một điều nữa là trong lúc di chuyển chúng ta chỉ được nhặt một chiếc ống hút cho một lần di chuyển thôi. À, chị đã hiểu luật chơi chưa? Chị hiểu, nhưng mà cầm hai cái này vô đúng không? Thì đúng rồi, rồi Hảo đã hiểu luật chơi chưa? Dạ rồi ạ. Mọi người ơi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3, 2, 1 bắt đầu. Thấy hơi phụ giùm chị đó thôi. À không ạ, MC là hồi nãy chị lựa chọn ha. Trời ơi, nhỏ này để từ từ cho đến à, chị Trang đã có kinh nghiệm đó. Wow. Sao đơn giản quá vậy nè đó. Sao đơn giản quá vậy nè. Ai biết được à, có kinh nghiệm. Có kinh nghiệm nha. Em Huy ơi, em đừng có phá chị nữa Huy ơi. Tức là mình sẽ phải có những cái màn trời ơi cái gì vậy, em quậy quá. Huy ơi hỗ trợ chị Huy ơi. Chị Trang có vẻ như rất có kinh nghiệm trong cái việc mà bóc cho ống hút này. Ai biết là lần đầu tiên chị cầm này luôn á. Ôi trò chơi này có vẻ khá đơn giản mọi người à, nhưng mà không sao, đây là một cái thử thách, kiểu gì cũng sẽ có người bị phạt thôi. Ai hết trước người đó thắng chị ơi. Trời ơi, lộn giùm chị. Có thể cạn. Như vậy là bạn Hảo đã giành chiến thắng. Không, bây giờ chúng ta sẽ cùng tháo cái găng tay này ra. Tháo cái găng tay này ra để chúng ta tiếp tục với hình phạt mà Hảo sẽ dành cho diễn viên Hồng Trang ngay bây giờ. Chị không còn cơ hội nữa rồi. Biết rồi, phạt thì phạt đi trời. Hảo sẽ đưa ra một hình phạt cho chị Hồng Trang. Vậy bây giờ thì em sẽ nhảy một đoạn nhỏ. Nếu chị Hồng Trang nhảy theo được thì coi như đó là một hình phạt nhỏ của chị Hồng Trang. Thôi. Còn không nhảy theo được thì em muốn chị Hồng Trang chạy vòng ở đây. Mà vừa chạy mà vừa lo cò kìa. Nhảy đừng có kè đầu xuống đất nha. Mình nhảy không kè đầu xuống đất. Rồi bây giờ mình nhảy nha. Nhưng mà nhảy xong cho chị đi thay đồ tụi con. Bây giờ đi thay đồ hả? Thay đồ đi nhảy. Mấy chị đi thay đồ đi. Bây giờ em sẽ đứng đây để em xem. Làm người quan sát để xem là chị có nhảy giống với bạn Hảo hay không. Đây nhảy ạ. Rồi, động tác đầu tiên. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go, I'm gonna feed them. I'm a bull. You ready for a demon? I got eyes in the back of my head. I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood, and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite. They feeling I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling.